Từ ngày 1 tháng 8 tới đây, căn hộ loại nhà ở chung cư mini được cấp giấy chứng nhận sổ hồng theo quy định tại luật nhà ở năm 2023. Quy định này đáp ứng nhu cầu chính đáng về sở hữu nhà của người dân, đồng thời giúp cho chất lượng và tính an toàn của loại hình nhà ở này được tăng lên cùng với nhiều quy định mới về điều kiện cấp phép. Tuy nhiên cũng đặt ra nhiều thách thức về quản lý từ khi luật triển khai vào thực tế. Từ ngày 1 tháng 8, luật nhà ở năm 2023 chính thức có hiệu lực, tức là sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch trước đây. Để được cấp sổ hồng, các căn hộ chung cư mini phải có từ 2 tầng trở lên và quy mô dưới 20 căn hộ và đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ. Khu nhà cũng phải đáp ứng điều kiện Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố về đường giao thông, đảm bảo phương tiện có thể chữa cháy tại nơi có chung cư mini. Ngoài ra, việc quản lý vận hành loại hình này cũng cần tuân thủ quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư của Bộ Xây dựng.